Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kai Passion. Tôi là Huy, rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Và hôm nay tôi đang có mặt tại Motor Show. Và bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn cùng đi khám phá một cái gian hàng, một trong gian hàng mà đặc biệt nhất tại Motor Show, chính là gian hàng về Morgan và Roberts, hai cái thương hiệu cao cấp mà vừa mới có mặt tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Nào đi thôi. Như các bạn có thể thấy ở đây, đó chính là cái chiếc Mercedes G-Class. Tuy nhiên đã được Roberts độ lại, nó có tên gọi là D40. Thì chiếc xe này là một chiếc xe mà thuộc dạng tam nhập tái xuất, bởi vì chiếc xe này hiện tại thì đang là cái chiếc xe có cấu hình là tay lái nghịch. Thì các bạn có thể thấy là gần như là tất cả các chi tiết ở ngoại thất của xe đều đã được độ lại. Tuy nhiên đối với cái phiên bản D40 này thì một số chi tiết của xe đã trở nên khác biệt, như là cái lưới tản nhiệt là lưới tản nhiệt nằm ngang thay cho lưới tản nhiệt Panamericana độ trên những cái mẫu Brabus G800. Xe đã được trang bị thêm một số các cái chi tiết khác như là cản trước độ hay là các phần vè mở rộng, cái ốp ở trên nắp cabo, giá đèn trước hay là một bộ mâm độ. Thì thông thường là những cái chi tiết này cũng quá là quen thuộc với cả những cái chiếc xe độ đến từ Brabus rồi. Và cái chiếc xe phiên bản này thì có cái công suất chỉ ở khoảng mức là, mình nhớ không nhầm là khoảng 370 mã lực, vì nó là phiên bản D40. Còn đây chính là cái siêu phẩm của cái ngày hôm nay, chỉ một chiếc Brabus G800 được nâng cấp dựa trên Mercedes AMG G63. Và chắc là bây giờ mình sẽ đứng ra bên này cho các bạn có thể gần như là chiêm ngưỡng một cách toàn diện hơn về cái mẫu xe tuyệt phẩm này. Như các bạn thấy là với cái màu sơn ở ngoài là màu đen nhám kết hợp với cả một cái bộ body kit tuyệt phẩm của Brabus, thì đã biến cho cái chiếc Mercedes AMG G63 nó đã trở nên rất là đặc biệt so với cả phiên bản thông thường. Thì tại thị trường Việt Nam thì trước đến nay đã có rất là nhiều những cái chiếc Mercedes AMG G63 độ Brabus. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đã hoàn toàn có thể có một lựa chọn về một cái hãng độ chính hãng. Và đây, và để các bạn không chờ lâu nữa thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn về cái gói độ này. Ở cái phần ngoại thất của xe thì những cái chiếc xe đến từ Brabus đều đã được thay cái phần cản trước mới, cái phần vè mới, cũng như là cái tấm ốp ở trên nắp cabo. Tùy từng cái phiên bản Brabus mà sẽ có những cái trang bị khác nhau. Tuy nhiên thì ở cái phiên bản G800 này sẽ có những cái trang bị đặc biệt như vậy, mình có thể ghi nhớ. Thì ở cái phần này xe đã được nâng cấp thêm các cái hốc gió giả để tạo nên một cái diện mạo nó khỏe khoắn hơn, thể thao hơn. Được trang bị ốp, cái gương carbon, cái door step, cái bậc cửa cũng đã được mở rộng ra hơn và có thêm đèn. Chiếc xe này thì được trang bị gần như là đầy đủ cả các cái chi tiết của gói độ Brabus. Các bạn có thể thấy là xe này trang bị thêm cả cái giá đèn ở phía trên hay là cánh gió phía sau. Và hầu như những cái chi tiết mà chính hãng đến từ Brabus đều có những cái logo của thương hiệu ở đây, các bạn có thể thấy. Ở phần cản sau của xe thì các bạn có thể thấy một số các chi tiết như là cái cản ở dưới hay là cái ốp bánh xe đều đã được thay thế để tạo ra một cái diện mạo toàn diện nhất và đẹp nhất cho một cái chiếc xe độ đến từ Brabus. Các bạn có thể thấy là gần như các chi tiết này đều được làm từ carbon. Đây là một cái diện mạo thực sự rất là đã mắt khi mà nhìn vào một cái chiếc xe SUV khỏe khoắn đến từ Đức. Và để hoàn thiện cho cái diện mạo của chiếc xe này thì thương hiệu đã trang bị cho xe một cái bộ mâm độ Brabus được diamond cut ở các cái phần viền, trông thực sự rất là bắt mắt. Và bộ mâm này có kích thước lên tới 24 inch, làm cho cái phần tổng thể của xe trở nên khỏe khoắn hơn cũng như là mạnh mẽ hơn. Và cái hệ thống xả của xe thì cũng đã được thay thế thành cái hệ thống xả từ chính thương hiệu Brabus. Cái logo Brabus được giấu rất là tinh tế ở phía dưới này. Nên là có thể thấy đây là một trong những cái chiếc Mercedes AMG G63 được độ một cái gói Brabus mà thực sự toàn diện với rất là nhiều các cái chi tiết ở trên xe. Với cái tên gọi là G800 thì chắc chắn là chiếc xe này cũng đã được nâng cấp các cái chi tiết về động cơ. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta hơi tiếc một chút là sẽ không thể mở được cái khoang nội thất của xe cũng như là động cơ của xe. Và như các bạn có thể thấy ở bên này chính là một cái siêu phẩm Mercedes S-Class S500 đã được nâng cấp về cái gói độ của thương hiệu Brabus. S500 thế hệ mới là một cái mẫu xe mà thực sự cũng khá là mới ở thị trường Việt Nam. Và ở thời điểm hiện tại thì những cái mẫu xe này chạy trên đường phố không có quá là nhiều, vì nó là một cái mẫu S-Class mới. S-Class mới thì chắc mình không cần phải nói quá nhiều rồi, vì thực sự là cái diện mạo tổng thể cũng như là khoang nội thất và các trang bị trên xe đều đã được làm mới, đều đã được hiện đại hóa và rất là hấp dẫn. Hơn thế nữa, và chiếc xe này là một trong những cái chiếc đầu tiên được nâng cấp được cái gói độ Brabus. Và với cái gói độ này thì công suất của xe đạt cái ngưỡng là 500 mã lực. Chúng ta có thể tìm hiểu chi tiết hơn về gói độ này. Những cái chi tiết này thì khá là mang đậm cái tính đặc trưng của những cái chiếc xe thuộc thương hiệu Brabus, khi mà xe đã được trang bị thêm một cái phần lip, các cái phần lưới tản nhiệt được mở rộng ra dày dặn hơn. Và các bạn có thể thấy là với cả những cái chi tiết này thì đã làm cho cái phần diện mạo của cái chiếc S500 nó trở nên hấp dẫn hơn. Thì chắc là cái chiếc S500 thế hệ mới này thì các bạn đã nhìn thấy rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì khi mà
có cái gói độ Roberts vào thì chắc chắn nó sẽ đem đến một cái làn gió mới thật sự là khác biệt. Và đây, một trong những cái chi tiết ấn tượng nhất trên cái gói độ này mà tôi nhìn tôi khá là thích thì chính là cái bộ mâm Roberts. Cái bộ mâm Roberts monoblock này thì nó khá là hay vì nó là mâm Platinum Edition, là một phiên bản rất là đặc biệt. Khi mà các bạn có thể nhìn thấy ở đây, gần như là cái màu mâm nó không còn là cái màu chrome nữa, nó có một cái màu hiệu ứng nào đó mà khi mà nhìn lại có sự phản chiếu và cái góc độ màu nó rất là khác biệt. Và bộ mâm này lại còn được đính một cái logo ở đây, một cái bảng thì đúng hơn, ghi là Platinum Edition monoblock 21 inch forge, là mâm 21 inch độ cho cái mẫu xe Brabus này, một cái mâm rất là đặc biệt. Cái nội thất của chiếc xe này thì gần như là được gìn giữ lại với cả các cái chi tiết bọc da nguyên bản. Tuy nhiên trên chiếc xe này thì xe đã được trang bị một cái chi tiết khá là tinh tế, đó chính là cái bậc cửa của thương hiệu Brabus, bậc cửa phát sáng và thêm thảm sàn của Brabus. Ở đây chính là một số các chi tiết thay đổi ở phần cản sau. Xe được trang bị một cái cánh gió carbon fiber, hoàn toàn bằng carbon. Các bạn có thể thấy rất là đẹp, lộng lẫy. Và cái cánh gió này nó là dạng mà gần như là ốp liền vào cái nắp khoa hành lý phía sau. Tuy vậy thì đã làm nên một cái diện mạo nào đó nó thể thao hơn mà nó không quá là thô với cả những cái cánh gió lớn. Và ở dưới này chính là bộ khuếch tán của xe được thay thế hoàn toàn. Khuếch tán này nó thể thao hơn, các cái nan được thiết kế một cách mạnh mẽ. Ở giữa thì dập logo Brabus đem đến một cái sự khác biệt cho cái phần cản sau của xe. Và đây đã là một hệ thống xả đến từ thương hiệu Brabus. Thì thật sự là hơi tiếc khi mà hôm nay tôi không có thể có dịp mà gọi là được thưởng thức cái âm thanh từ cái hệ thống xả hiện đại này. Tuy nhiên thì ở một dịp nào đó gần nhất thì tôi sẽ tìm cách để có thể đưa đến cho các bạn, để chúng ta sẽ cùng theo tận hưởng cái âm thanh mạnh mẽ của cái khối động cơ đến từ cái chiếc Brabus độ này. Và đúng rồi, gần như là tất cả các cái chi tiết logo của xe đều đã được thay thế bằng logo của Brabus, giống với cả những cái chiếc xe độ khác từ thương hiệu này. Và cái việc Brabus xuất hiện tại Việt Nam thì sẽ là một cái cơ hội rất là tốt và thú vị cho những cái người mà mong muốn có được những cái chiếc xe thực sự là khác biệt, cũng như là trong tương lai thì Brabus hiện đang mở rộng và nâng cấp rất là nhiều những cái mẫu xe đến từ các thương hiệu khác, và nó sẽ không chỉ giới hạn bởi thương hiệu Mercedes-Benz. Chính vì vậy mà trong tương lai tôi rất là hy vọng là Brabus Việt Nam sẽ có nhiều hơn nữa, có nhiều dịp hơn nữa mang về những cái mẫu xe độ đến từ các thương hiệu khác đa dạng hơn. Từ đây đem đến cho những người chơi xe một cái lựa chọn mà thú vị hơn, tuyệt vời hơn.